Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị, Thái Lan của tác giả Dương Hành Triệt do Thi Hương Dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt Chương 9, Chiếc thắt lưng xương người, 1 Nếu nói truyền thuyết ma quỷ nào phổ biến nhất ở Thái Lan, có lẽ chính là câu chuyện người vợ ma mây nắc. Hầu như tất cả người Thái Lan đều tin rằng câu chuyện này có thực. Truyền thuyết kể rằng, vào đầu thế kỷ 19, tại Phra Khanong có một đôi vợ chồng, người vợ tên là Nắc, người chồng tên là Mắc. Nắc vừa mang thai thì chồng bị bắt đi lính. Sau đó, trong lúc sinh người con, Nắc đã chết vì sinh khó. Bà đỡ đã lấy trộm chiếc nhẫn cưới của Nắc, sau đó gọi người làng đến chôn hai mẹ con. Đến tối, khi bà ta cầm chiếc nhẫn soi trên đèn dầu, bỗng thấy nắc từ trên trần nhà thỏ tay ra, trả nhẫn cho tôi. Vì rất yêu chồng nên cho dù đã chết, linh hồn nắc vẫn quanh quần ở nhà chờ chồng về. Khi mắc về, gặp lại vợ con thì vui mừng khôn xiết. Mắc rất yêu vợ, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của người dân làng là anh ta đang sống với người vợ ma. Tất cả những người nói ra sự thật đều bị chết một cách bất đắc kỳ từ. Một hôm, trong lúc nắc là món nộm đu đủ, quả chanh rơi xuống đất, nắc liền vươn cánh tay xuống dưới sàn nhặt lên. Người Thái Lan ở sàn nhà nên sàn nhà cách mặt đất phải đến 2 mét. Lúc này, Mắc mới tin vợ mình là ma bèn cúi người xuống nhìn qua háng, thấy vợ con mình là hai cái xác chết thối giữa. Mắc sợ hãi chạy đến chùa Wat Ma bắt, nắc đuổi theo, nhưng vì không thể vào được chùa nên đứng bên ngoài cần xin chồng quay về. Nắc bị Phật Quang đánh đến chết đi sống lại, cô rất căm giận tăng lữ và tàn sát những người tăng lữ ngăn cản cô tìm chồng. Mọi người liền mời đến một vị pháp sư rất cao tay để thu phục nắc. Để chế ngự hồn ma của nắc, nhà sư đã cắt một mảnh xương chán của cô để khảm vào thắt lưng rồi đeo cho đến hết đời. Làm vậy, tức là gắn linh hồn của nắc vải đó, đeo trên người vị đại sư có tấm lòng từ bi nhất sẽ chế ngự được hồn ma. Còn nếu chẳng may chiếc thắt lưng rơi vào tay kẻ xấu, nắc sẽ được phóng thích truyền thuyết nói rằng, không biết chiếc thắt lưng đang lưu lạc ở đâu. Một, hai thằng tôi vội vã quay về bệnh viện, nhem nhuốc như ma chôn ma vùi, tóc tai phờ phạc khiến bác sĩ trêu đêm hết hồn. Còn may là chê đường về, chúng tôi đã khoáng được hai bộ quần áo phơi trong sân của một gia đình nôn dân, bằng không chứ cứ trần trùng trục quay về, nếu không bị tống vào đồn cảnh sát thì cũng bị trích roi điện, tiêm thuốc mê rồi đưa thẳng đến khoa tâm thần. Về đến nơi, Nguyệt Bính nhét cho rách và cô y tá mỗi người một con run. Họ nôn ra hao cục gì đen xì như phân chuột. Tôi nghĩ đến con cá vàng sống trong bụng mình bao nhiêu năm nay, ruột gan lại nhộn nhạo mất một hồi. Hai người vẫn hôn mê, Nguyệt Bính đưa cô y tá về phòng trực rồi quay vào ngồi thẫn thờ trên ghế. Tôi cũng không dám quấy nhiễu nó, bao lâu nay nó đã dồn nén quá nhiều bí mật trong lòng, giờ đã được giải thoát, hẳn là cảm xúc đang rất phức tạp. Một lát sau, Nguyệt Bính tháo giày, ngả người xuống ghế ngủ tít. Bầy trời chuyển sang màu trắng bạc, tôi không ngủ được bèn lôi cuốn sách cổ mà Nguyệt Bính đưa cho ra đọc để giết thời gian. Mép sách cong queo, cứng ngắc, chắc cũng cổ lắm rồi. Giờ trang đầu tiên, thấy lù lù tám chữ con chữ lớn, muốn luyện thần công, trước phải tự cung. Quỳnh Hoa bảo điển, lật trang tiếp theo, thấy một hàng chữ mới tinh, bí ngu, tao đùa đấy nguyệt bính tôi giờ khóc giờ cười cái thằng nguyệt bính này đúng là rảnh thật đấy tôi tiện tay giờ tiếp thấy la liệt những kiến thức phong thủy ngũ hành đồng y đều là những thứ tôi chưa biết đến bao giờ rất nhiều chỗ đọc cứ ù ù cạc cạc còn có đủ thứ hình vẽ trận pháp tôi đọc rất hào hứng càng đọc càng thấy thú vị những miền linh dị thái lan dương hành triệt chương 9, chiếc thắt lưng xương người hai hai một tia nắng sớm mai lọt qua khe cửa sổ rọi xuống nền nhà ẩm ướt hơi nước bốc lên uốn cong tia sáng Nguyệt Bính vươn vai ngồi dậy tôi cố giữ vẻ mặt thản nhiên ngồi im nó giơ tay vươn lấy đôi giày nhưng lại chụp phải không khí ớ ờ, nó lại với thêm vài cây nữa rõ ràng đôi giày lù lù ngay trước mai nhưng không thể chạm vào được mặt tôi tỉnh queo sao thế Nguyệt Bính ngẫm nghĩ một lát mặt hơi tái đi, bí ngô, cẩn thận, có vấn đề. Khéo tối qua trên đường về đã dính phải ma ngõ rồi. Ma ngõ là ma mãnh thường nấp trong vách ngõ chật hẹp, bẩn thỉu, ô uế, hôi hám, không có người ở, thích đi lại lúc nửa đêm. Một số người say rượu về nhà lại khóc lóc om sòm, nói năng làm nhàm toàn chuyện ma quỷ tức là bị ma ngõ ám vào người. Cách giải rất đơn giản, cho tắm nước nóng rồi bôi dầu bạc hà lên bốn huyệt nê hoàn, chiên trung, thiên đột, nghênh hương. Mùi hương này khiến lũ ma quỷ thích hôi thối bẩn thỉu không chịu được, sẽ phải tháo chạy. Điều này, tôi cũng chỉ vừa mới đọc trong sách. Nguyệt Bính chân trần nhảy xuống đất, hết sở cái này lại lật cái kia, mặt mũi vô cùng căng thẳng. Tôi cũng ra cái điều kinh ngạc, có chuyện gì thế mày? Nguyệt Bính nhăn nhó, không có âm khí, cũng không thấy có vật lạ. Tôi đá vang đôi giày đến trước mặt nó, chỉ là đôi giày thôi mà, cứ chuyện bé xé ra to. Thằng Nguyệt Bính này đúng là thông minh không ngờ, bí ngô, sao mày làm được thế? Tao đã sắp xếp một trận pháp mê hình đơn giản, tôi dơ hai cuốn sách lên. Trận pháp mê hình, Nguyệt Bính đi giày vào chân, tao có đọc nhưng sao lại không hiểu được nhỉ? Tôi ngơ ngác, sách viết rõ thế còn gì? Phương vị, số quẻ, thiên can địa chi, ngũ hành, ghi chú rõ rành rành, sao lại không hiểu? doang nói rằng hai cuốn sách này ít người đọc nổi sao mày hiểu được nguyệt bính hết sức hiếu kỳ sách gì thế không biết rách đã thức dậy lúc nào nguyệt bính đưa mắt ra hiệu cho tôi không có gì anh sao rồi rách cười mệt mỏi cảm giác khỏe hơn rất nhiều nhưng đêm qua tôi mơ thấy tôi đã ăn một con run sống ôi thật là tởm tôi và nguyệt bính đưa mắt nhìn nhau hai ngày tiếp theo rách đã gần như bình phục làm thủ tục ra viện, cùng chúng tôi quay trở về trường báo cáo, trở thành thầy phụ đạo tâm lý, chuyên giải đáp các thắc mắc tâm lý cho sinh viên. Trong khoảng thời gian này, tôi và Nguyệt Bính nhiều lần hỏi thẳng hoặc hỏi bóng gió để moi tin của Zack. Zack tỏ ra rất thật thà, hỏi gì nói đấy, anh chàng rất hoạt môn, đã nói thao thao bất tuyệt, rông dài đủ chuyện trên trời dưới biển. Còn về việc bị gieo cổ, Zack cũng không biết đầu cua tai nheo ra sao cứ vặn hỏi chúng tôi. Nguyệt Bính chẳng buồn trả lời, tôi đành phải bịa tạc, doang biết cổ thuật, năm nào cũng lừa bắt mấy người ngoại quốc để gieo cổ, muốn luyện cổ thuật mới. Tôi và Nguyệt Bính phát hiện ra nên phá ông ta. Tất nhiên, tôi cũng nhân tiện tô vẽ hình tượng của mình oai phong một chút, trở thành người hùng cứu rách khỏi cơn nước lừa. Cuối cùng thì tôi thì thào căn dặn, đừng có nói lộ chuyện này ra ngoài nhé, nói ra cũng chả ai tin đâu. Rách nghe xong, trợn trừng mắt, dùng biểu cảm khoa trương kiểu phương Tây rú lên, oh my god. Thế là anh chàng bái phục tôi sát đất, thề thốt sẽ dụ bí mật. Tại sao Rách lại bị doang gieo cổ, điều này vẫn là một câu đố chưa có lời giải. Người gieo cổ độc trong bệnh viện hôm đó cũng không còn thấy xuất hiện khiến tôi thấp thỏm bất an. Nhưng Nguyệt Bính vẫn dường dưng như không, điều cần đến sẽ phải đến, nghĩ nhiều làm gì thế lát tôi cũng cho qua luôn tôi thực sự đã mệt mỏi quá rồi thôi thì cứ cầu mong đừng xảy ra chuyện gì nữa yên ổn hết khóa học rồi về nước là xong tiếp theo tôi và nguyệt bính phải thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó chính là học không được làm mất mặt tổ quốc đâu nhé nguyệt bính trịnh trọng vỗ vai tôi cả nhà họ sái trông cả vào mày đấy mày có đầu óc để học cổ thuật từng ấy năm thế mà lại không chịu học hành cho tử tế à tôi thở dài bất lực, trong nước đã chép bài tao từng ấy năm rồi, giờ còn chép sang tận Thái Lan nữa à? Mọt sách ơi, chúng ta là bạn mà. Nguyệt Bính sỏ chân vào đôi giày Converse, quần jean, tê xuất đen, buộc túm mớ tóc dài, chuẩn bị cùng tôi lên lớp. Tôi nhìn nó chòng chọc, kêu lên, mày vẫn chưa có đồng phục à? Đồng phục, ha ha, bí ngô, sao mày ăn mặc cứ như thằng giả gái vậy? Trong các trường đại học của Thái Lan, sinh viên vô cùng tôn trọng giáo viên, khi lên lớp nhất loạt mặc đồng phục, thông thường là quần đen áo trắng. Hai năm trở lại đây, nghe nói là muốn theo quỹ đạo quốc tế, áo sơ mi trắng của nữ sinh được sửa thành áo ngắn bó sát người, váy đen từ chỗ rộng dài qua gối được đổi thành mini hoop trễ eo, ngắn đến giữa đùi, còn xẻ tà rất mát mẻ. Đồng phục của sinh viên nam lại càng quá thể, sơ mi trắng bó sát kết hợp với quần jean cạp trễ, chỉ tưởng tượng thôi đã biết người mặc có hiệu quả thị giác ra sao khẽ cúi một cái là thò nửa cái mông ra ngoài. Nhưng rất nhiều nam sinh nam tỏ ra rất hớn hở, còn cố tình mua quần dịp bắt mắt để phối kết hợp với quần cạo chế khiến tôi nhiều fan oán thán chắc cơ sở may đồng phục có cấu kết gì đó với hãng nội y. Tôi còn một bộ đồng phục sơ cua, liền đưa cho Nguyệt Bính nhưng thằng này thà chết không chịu mặc loại trang phục body này. Tôi nhìn lại mình cũng thấy gì, thế là cũng thay luôn quần áo khác, cùng nó lên lớp mấy hôm sau cũng thấy thầy giáo nói năng gì mà tỷ lệ được các bạn nữ ngoảnh lại nhìn tăng vụt khiến chúng tôi không khỏi hãnh diện. Cho đến khi một cô nàng xinh như mộng đổ bừng mặt dúi cho tôi một bức thư tình, tôi ngất ngây sung sướng, hồi hộp mở ra xem, té ra là nhờ tôi chuyển cho Nguyệt Bính, trong lòng tôi tràn đầy công phẫn. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt Chương 9, Chiếc Thắt Lưng xương Người, 3 3 Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm được nửa tháng. Tôi và Nguyệt Bính rảnh rỗi bèn rủ nhau đến phòng phụ đạo tâm lý của rách chơi. Thứ nhất là vì anh chàng này rất hoạt ngôn, kiến thức lại rộng, nói chuyện với anh ta nghe rất thú vị. Thứ hai là anh chàng này có vẻ rất rùng rỉnh đến đây lúc nào cũng được uống rượu Tây xịn, thi thoảng còn được hút chùa điếu xì gà Cuba thượng hảo hàng. Thứ ba lát chúng tôi vẫn không thấy yên tâm. Sự việc đã xảy ra muốn coi như không cũng khó hôm đó ăn trưa xong buổi chiều không có tiết học hai thằng tôi đang định kéo nhau đến chỗ rách thì gặp mặt y anh ta giữa đường hỏi ra mới có một lưu học sinh thời gian trước chẳng hiểu sao lại hâm hâm chập chập vào bệnh viện tâm thần điều trị một thời gian đã có chuyển biến trường học bảo rách đến gặp đánh giá thử xem có học tiếp được hay không rách bảo nếu chúng tôi thích thì cứ đến phòng phụ đạo tâm lý chơi chúng tôi gật đầu cái rụp vì đều tò mò không biết đánh giá tâm lý là đánh giá như thế nào chúng tôi đi theo rách mà rách lại mắc bệnh nói nhiều cứ thao thao bất tuyệt suốt dọc đường đi bao nhiêu chuyện về gia đình xuất thân dốc ra bằng hết tôi thầm nghĩ thằng cha này đúng là phổi bò ruột ngựa chắc chẳng thể giữ được bí mật gì vậy thì anh ta nói không hỉ y vì sao bị doang lừa bắt thì chắc đúng như vậy rồi phòng phụ đạo tâm lý của Jack ở phía tây trường đại học Chiêng Mai. Tới nơi, chúng tôi nhìn thấy một anh chàng đầu tóc bù xù đang ngồi hút thuốc phì phèo trên bạc thềm, mặt đất xung quanh tung tóe đầu mẩu thuốc. Đây là một việc rất hiếm thấy ở Thái Lan vì người Thái Lan rất ưa sạch sẽ. Tôi chưa thấy ai vứt đầu mẩu thuốc lung tung cả, khác hẳn với nước chúng tôi. Jack nhíu mày. Anh kia ngẩng đầu nhìn lên, tôi giật mình đánh thót. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 9, chiếc thắt lưng xương người, 4. 4. Trên đường tới đây, tôi đã biết tên anh ta là Thái Sâm, từng là một nhà biên kịch nhỏ kiêm đạo diễn hạng bét, không biết chập mạch ở đâu mà tự dưng muốn quay phim ma nên mới chạy sang Thái Lan học biên kịch. Kết quả vừa sang đây đã bỏ rơi người vợ trong nước, sống chung với một nữ sinh người Thái Lan. Nửa năm trước cô nữ sinh bỗng dưng nổi tiếng, vụt cái thành minh tinh, thế là bỏ rơi anh ta. Thần kinh bị kích động, anh ta liền mắc bệnh hoang tường. Bởi vậy, trên đường đến đây, tôi cứ lầm bầm chửi rủa con người bội bạc. Cho đến khi nhìn thấy bộ dạng của anh ta, tôi lại cảm thấy sự việc có vẻ không đơn giản. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người nào có bộ dạng như vậy. Không phải là anh ta xấu xí, trông còn ưa nhìn nữa là khác nhưng tướng mạo lại trông đầy sát khí. Theo như những gì tôi đọc được trong hai cuốn sách kia, tướng mạo cũng có ngũ hành, nếu kết hợp hài hòa, ngũ hành tương sinh, đời người sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu kết hợp lờm chởm, ngũ hành tương khắc, cuộc đời sẽ trùng trùng tai họa. Nói một cách đơn giản thì người cao gầy thuộc mộc, người khô nhọn thuộc hỏa, người vững chãi thuộc thổ, người vuông vức thuộc kim người béo tròn thuộc thủy. Thể hình hòa hợp với mệnh lý ngũ hàng sẽ cắt lợi. Bởi vậy người ta béo muốn giảm béo, người gầy gò muốn tăng cân, trước hết phải xem có hòa hợp với mệnh lý không đã, kẻo lại càng thay đổi càng xui xèo. Thái sâm gầy đét, tóc và lông mày đều tỉa thưa thớt, sống mũi dài thẳng, ít hầu lồi hẳn lên, tay vành và nhọn, món ta gầy dài, trắng xanh, đều đặc trưng là của người mộc điển hình. Mệnh cách của loại người này cũng tạm được, thành công khá muộn, tính cách nghiêm túc, không a dua, không thích khoe khoang như khá cố chấp. Nhưng ra anh ra lại vàng quạch, ánh mắt lơ đãng, ngồi mà cứ liên tục vặn vẹo, rõ ràng là đại kỵ của người hình mộc nên khiến con người thành háo sắc, hám danh, rất dễ bị ma ám. Thái Sâm hơi ngạc nhiên khi thấy Rách không đến một mình. Rách cười giải thích, xin lỗi hai anh bạn này rất quan tâm đến chuyện của anh nên muốn gặp xem anh có cần giúp đỡ gì không giọng nói của rách pha lẫn ngữ điệu khà khàn huyền truyền khác hẳn khi nói chuyện bình thường đôi mắt màu lam nhạt đến gần như trắng cũng trở nên mơ màng toát lên một vẻ thu hút rất khó tả thái sâm gật đầu một cách cứng nhắc cũng không từ chối rách mở cửa cùng thái sâm bước vào trước bí ngô mày có nhận ra điều gì không Nguyệt Bính thì thầm hỏi tôi. Tướng Mạo rất dễ bị ma ám. Tao không nói cái này, mày có nhìn thấy cái móc khóa thắt lưng của anh ta không? Bàn nãy tôi chỉ chăm chăm nhìn mặt nên không để ý đến thắt lưng. Vào mà xem, trên móc khóa thắt lưng của anh ta chạm một bông hoa hồng, ở giữa là một chiếc nhẫn, làm tao liên tưởng đến truyền thuyết vợ ma mây nắc. Nguyệt Bính nói rồi lách vào trong cửa. Tôi đứng ngoài cửa, ánh nắng chói trang thiêu đốt ra thịt nhưng tôi lại thấy xung quanh mình lạnh toát. Tất nhiên là tôi biết truyền thuyết người vợ ma mây nắc. Chẳng lẽ cái móc khóa thắt lưng trên người Sâm Thái lại chính là cái thắt lưng trong truyền thuyết? Tôi bước vào phòng, Thái Sâm đã nhà người trên chiếc ghế sofa mềm mại, nhắm mắt lại, đang làm nhảm gì đó như mê sảng. Rách ngồi bên cạnh anh ta, thu lại chiếc đồng hồ cất vào túi, lấy bút thu ra ghi âm. Nguyệt Bính cầm lấy bút, viết vài chữ vào tay, chìa cho tôi xem. Thôi miên, rách biết thôi miên. Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng đã nghe Thái Sâm kể lại câu chuyện của anh ta. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 9, chiếc thắt lưng xương người, năm. Năm. Dưới đây là lời kể của Thái Sâm trong lúc bị thôi miên. Do đầu óc không tỉnh táo nên logic lộn xộn, lời nói cũng hỗn loạn. Tôi phải mượn bút ghi âm của rách về nghe đi nghe lại mấy lần mới thủng ra để chỉnh biên lại tôi rất thích phim kinh dị thái lan nên đã quyết định đi du học tự túc sang thái lan học nghề biên kịch nửa năm sau tôi thuê một gian phòng tầm tầm ở ngoài trường nửa năm sau nữa cô bạn gái có cùng chí hướng với tôi nantana cũng chuyển đến ở cùng nantana học chuyên ngành đạo diễn lúc nào cũng mơ mộng giành được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất tại oscar có ước vọng là cái tốt dẫu rằng ước này theo tôi không được thực tế cho lắm vì thế Tôi thường xuyên khuyên cô ấy hãy thực tế hơn nhưng cô ấy luôn bĩu đôi môi quyến rũ rồi bảo tôi nhất định phải giúp cô ấy. Tôi cũng đành bó tay, ai bảo tôi học biên kịch điện ảnh, lại là đạo diễn nổi tiếng cơ chứ. Đúng là đồ chơi chẽn nghe đến đây, Nguyệt Bính chìa cho tôi mẩu giấy viết như vậy. Tôi gật đầu thật lực. Mấy hôm đó, Nathana nói đi thực tế rồi lặn mất tăng tôi cũng đã quen với cái kiểu chợt đến rồi chợt đi của cô ấy nên vẫn tiếp tục viết kịch bản như thường lệ. Đêm nào cũng vậy, cứ 12 giờ là tôi ra ngồi lì ở một quán cà phê suy nghĩ cấu tứ. Không chỉ bởi chủ quán là sách đa, bạn học của tôi mà còn bởi vì quán cà phê này có cái tên rất hợp với tôi, U Linh. Quán cà phê rất yên tĩnh, tôi thường nghi ngờ nếu tôi không đi, liệu quán cà phê có việc để làm không? Tôi thích ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế sofa mềm mại, gọi một ly Royal của Copenhagen thơm nồng, mở máy tính sách dây ra gõ, hoặc chậm rãi, hoặc nhấm nháp. Màn mưa xuân dày đặc và dịu dàng, tôi giữ những giọt nước đọng trên quần áo, đi vào trong quán và nhìn thấy một cô gái đang ngồi đúng chỗ tôi thích nhất. Dưới ánh đèn lờ mờ, không nhìn rõ mặt, mọi đường nét đều nhạt nhòa đem lại một cảm giác ma quái khó tả. Tôi nhíu mày nhìn cậu phục vụ, Cậy ta biết rõ mối quan hệ giữa tôi và ông chủ nên tôi cũng không cần rào đón và hỏi luôn. Sách đa đâu? Cậu ta vội vàng chạy lại, nói nhỏ với tôi, anh chủ nói mấy hôm nay có việc bận phải đi xa. Cô kia vào đây cứ khăng khăng đòi ngồi chỗ đó. Chà, anh biết mà, quán tôi buôn bán vốn đã ế ẩm. Tôi chỉ biết thở dài, Sách đa là người số khổ, vừa vào đại học, bố mẹ đã gặp tai nạn xe cộ chết cả để lại cho cậu ta một căn nhà nát và một món tiền bảo hiểm. Anh chàng mơ ước trở thành nhà biên kịch nổi tiếng thế giới. Sao mơ ước của ai cũng giống nhau thế nhỉ? Nhưng ước mơ và hiện thực giống như hai bên đường dây chạy song song chẳng bao giờ gặp nhau. Thấy gia sản chẳng còn là bao, kịch bản viết ra chẳng ma nào nhìn đến đành mở quán cà phê để sống qua ngày. Tôi sách theo máy tính tìm một chỗ ngồi, quay lưng về phía cô kia. Cậu phục vụ thở phào, vội mang đến ly Royal Copenhagen đã chuẩn bị sẵn, còn đưa cho tôi một cái hộp, anh chủ dặn lúc nào anh tới thì đưa cái hộp này cho anh. Anh chủ mua được ở một chợ đồ cũ, bảo là chắc chắn anh sẽ thích. Tôi mở ra xem, là một móc khóa thắt lưng bằng đồng. Nhìn vào màu sắc và độ mài mòn, chắc cũng đã khác cổ. Trên móc khóa chạm một đóa hoa hồng rực rỡ, giữa bông hoa là một chiếc nhẫn tinh xào. Bình thường tôi rất thích siêu tập nhức thứ đồ thú vị, thấy thứ này thì thích mê nên thay ngay móc khóa vào dây thắt lưng trên người. Rồi tôi mở máy tính ra, tôi đang viết kịch bản có tên là nữ nghệ sĩ chuột gặm nhưng món quà bất ngờ khiến tâm trạng tôi xáo trộn. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào file út mà không viết nổi lấy một chữ. Màn hình tỏa ra thư ánh sáng trắng bệch, tôi nhìn khuôn mặt người phản chiếu trên màn hình bị bao trùm trong một luồng sáng trắng toát gần như ngả xanh lờ mờ và méo mó rất lạ. Tôi vô thức đưa tay sờ lên mặt, cái bóng cũng giơ tay sờ lên mặt cho thấy nó đúng là cái bóng của tôi. Ngoài quán mưa phun mù mịt, gõ khe khẽ vào cửa kính, phát ra những tiếng ràn giạt dịu dàng. Những giọt nước tụ lại thành đủ mọi thứ hình thù kỳ dị, sau đó lại bị những giọt nước mưa xóa nhòa, chảy nhòe nhòe trên cửa kính, hòa trộn vào nhau giống như những hồn ma bị trói gô trong địa ngục đang dãy dụa muốn đào thoát trong quán đang mở bài hát An cần melody nổi tiếng từ thập niên 90 của thế kỷ 20 The Righteous Brother rền dĩ hát về mối tình giữa người và ma trong nền nhạc đệm réo rắt. Khi không viết được, tôi thường châm một điếu thuốc lá, phóng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng đèn phản chiếu mồm một cảnh tượng trong quán trên cửa kính đen khiến cảnh đường phố bên ngoài càng thêm tăm tối. Ánh sáng và bóng tối tụ lại thành khoảng không gian ba chiều kỳ ảo, nuốt chừng lẫn nhau cứ nhìn mãi một thứ, ánh mắt rất dễ lòe nhòe khiến tôi bất giác sinh ra một suy nghĩ kỳ quặc. Tôi bây giờ là chân thực, hay tôi trong kính mới là chân thực, khi tôi nhìn mình trong gương, người trong gương cũng nhìn tôi. Suy nghĩ của anh ta có giống tôi không? Khi tôi bỏ đi, anh ta có ngồi nguyên trong không gian tối đó tiếp tục lạnh lùng quan sát tôi hay không? Tôi sực nhớ đến một cuốn tiểu thuyết kinh dị viết về một người con gái trong lúc trải đầu phát hiện ra mình hiện thực và mình trong gương không hề giống nhau. Khi cô rú lên kinh hãi, người con gái trong gương vén mái tóc đen dài, lộ ra khuôn mặt tái mét, nhìn cô mỉm cười một nụ cười đầy ma quái. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 9, chiếc thắt lưng xương người, 6. 6. Tôi dùng mình một cơn ớn lanh chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu cảm giác như có một bầy kiến đang bò lâm dâm dưới chân tóc từng sợi tóc bỗng như dựng ngược chọc vào nhưng dây thần kinh yếu ớt đêm mưa lạnh lẽo tôi duỗi các ngón tay đưa lên miệng hà hơi ca khúc ăn cần melody đã đến câu cuối phảng phất ngân nga trong quán cà phê dội vào mỗi góc tường như những u linh ai oán đang chậm rãi kể lể về tình yêu và sự dày vò của cái chết dư âm kết thúc quán nhỏ lặng phắc như tờ trống trải vô cùng vô tận những người cô đơn đã về từ lâu chỉ còn lại một mình tôi và người con gái sau lưng tôi nữa và tôi nghe thấy tiếng khóc thốt thít cô ta đang khóc tiếng khóc rời rạc đứt quãng như từng sợi tơ xuyên vào tai tôi phá vỡ linh cảm vừa hiện hữu tôi bực bội ngẩng đầu nghiêng người đi như vậy tôi có thể nhìn thấy cô gái qua ô cửa kính đập vào mắt tôi là một cảnh tượng khiến tôi run dày trên ô cửa kính tôi thấy người con gái kia đứng thủ lù sau lưng mình đang cúi nhìn tôi tóc dài rũ rượi kín mặt thong xuống vai tôi người tôi bỗng cứng đờ chân ta lạnh ngắt trên gáy tôi hình như đã cảm nhận được cái nhột nhạt khi ngọn tóc sượt qua còn thấy phả vào từng hơi nóng hồi một giây hai giây ba giây cả hai chúng tôi đề bất động trong câm lặng nhưng dường như tôi đã nghe thấy tiếng gào rú khiếp đảm của linh hồn mình bàn tay tôi bám chặt vào cạnh bàn chắc vì mạnh quá nên bàn rung nhẹ khiến màn hình máy tính cũng run lên bần bật ánh huỳnh quang trắng bợt cũng lắc lư theo trên lớp cửa kính hình bóng hai chúng tôi thoát sáng thoát tối trông như đang không ngừng trao lắc tôi gắng gượng đè nén cơn kinh hãi trong nhịp tim thùm thùm như trống tôi cố nhúc nhắc cần cổ cứng đờ từ từ quay đầu lại, khớp sống cổ kêu lên lục khục. Sau lưng tôi, trống trơn. Tôi lại nhìn về chỗ ngồi kia. Chẳng có ai cả. Tôi vội vàng quay sang nhìn vào ô cửa kính và trông thấy người con gái tóc dài rũ rượi đã ngồi xuống bên tôi, sát sạt, mặt chìm dưới tóc nhưng ánh mắt xanh âm u vẫn xuyên qua màn tóc, chiếu thẳng vào khuôn mặt méo mó của tôi. Tôi như thể hóa đá thậm chí tầm nhìn cũng bị co rút lại, đóng đinh trên khuôn mặt rùng rợn đó. Khuôn mặt trắng bệch như giấy, hốc mắt tối sầm như hai lỗ thủng đen ngòm đục trên mặt giấy, không thấy con người đâu nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn cảm nhận thấy ánh mắt cô ta đang nhìn tôi chăm chăm. Hai luồng sáng trắng bệch dọi ra từ trong hốc mắt, từ từ xuyên qua bóng đen, chiếu thẳng vào trong mắt tôi. Hai bên hốc mắt ngoằn ngoèo hai vệt máu đỏ sẩm, giống như một thứ dây leo gớm viếc kéo dài lên gò má phẳng lì những vệt tóc dài ướt đẫm dính sát vào má sau mớ tóc rong rêu đôi môi xanh lét khe khẽ nhếch lên dường như đang mỉm cười với tôi trong miệng cô ta từ từ lộ ra những cái răng xanh thẫm tỏa ánh sáng âm u dưới ánh đèn anh không sao chứ tôi từ từ ngẩng đầu lên khỏi bàn phím lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt đầy quan tâm của cậu phục vụ âm nhạc đã chuyển sang ca khúc "My Heart Will Go On" trong bộ phim Titanic. Cà phê trên bàn đã lạnh ngắt. Đưa mắt nhìn quanh, trong quán cà phê chỉ còn lại mình tôi và cậu ta. Tôi vừa ngủ quên phải không? Vâng, anh vừa ngồi một lát đã ngủ. Giờ 4 giờ rồi, quán tôi phải đóng cửa. Cái gì? Đã 4 giờ rồi sao? Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ, quả cầu vẫn lắc lư không biết mệt mỏi kim phút đang nhích dần đến số 12. Canh, kem, kem, kem. Hay nói cách khác, tôi đã ngủ thiếp đi những 3 tiếng đồng hồ. Tôi đứng bợ dậy, cảm giác người ra rời sau giấc ngủ quá lâu trong tư thế ngồi. Cơn xây sẩm đến khiến tôi suýt ngã. Cậu phục vụ vội vàng đỡ lấy tôi, anh có bị ốm không thế? Tôi lắc đầu nhưng vừa lắc, đầu đã đau như muốn vỡ tung. Tôi đưa tay ấn mạnh huyệt thái dương. Một tấm áo từ trên vai tuột xuống, rơi trên ghế sofa. Tấm áo khoác ngoài của phụ nữ. Chính là chiếc áo khoác mà người con gái kia đã mặc. Những miền linh dị Thái Lan. Dương hành triệt. Chương 9, chiếc thắt lưng xương người, 7. 7. Tôi vô cùng kinh ngạc, những cảnh tượng rời rạc trong đầu bỗng được chấp nối với nhau. Tôi vội quay ngoắt lại nhìn, cái ghế đó trống trơn nhấc tấm áo lên cảm giác trơn tuột, lạnh lẽo từ bàn tay luồn vào trong máu, tôi bỗng như tỉnh hẳn. À, là áo của cô ấy, lúc cô ấy về, thấy anh ngủ gục nên khoác lên người anh. Chắc là có ý gì đây, cậu phục vụ cười đầy ẩn ý. Tôi cầm chiếc áo trên tay, im lặng không nói gì. Lẽ nào chỉ là một cơn ác mộng, tại sao lại chân thực đến vậy? Chân thực đến mức tựa hồ như không có thực. Liệu có phải tôi đã gặp ma quỷ gì không? một lúc lâu sau cậu phục vụ lại lên tiếng quán tôi phải đóng cửa rồi ồ tôi gật đầu xin lỗi đóng lại file uất một hộp thoại nhảy ra trên màn hình hỏi tôi có lưu thay đổi vào file không tôi kích vào yes theo thói quen mưa đã nặng hạt hơn nhiều dưới ánh đèn đường những sợi mưa dày đặc mờ mịt trên đường cái trộn lẫn với bùn đất thành từng dòng ngầu đục tôi bước hối hả trong màn mưa nhưng cơn ác mộng vừa nãy vẫn cứ bám giết trong tâm trí không tài nào xua đi được con người kỳ quặc như vậy đấy càng không muốn nghĩ đến việc gì thì trí não lại cứ mãi luẩn quẩn với nó giấc mơ kỳ lạ cô gái lì lạ một đêm kỳ lạ tôi vô thức nhìn chiếc áo khoác trắng trên tay cơn sợ hãi lại xâm chiếm cơ thể hình như trên chiếc áo loáng thoáng mấy con chữ mấy con chữ màu đỏ máu ngoằn ngoèo như như bò Tôi hít vào một hơi thật sâu, kéo căng chiếc áo khoác trên tay. Chiếc áo bay phất phơ như một cơ thể không có đầu và tứ chi. Năm con chữ đỏ máu đập thẳng vào mắt, nửa đêm chờ anh tới. Tôi đưa ngón tay lên sờ mặt chữ, ướt nhầy nhụa, giờ ngón tay lên trước mũi, một mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Lẽ nào đây là phướn chiêu hồn gọi tôi đến địa ngục gặp gỡ hồn ma? Đúng lúc này, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Tôi có hai cái điện thoại di động, một chiếc mang số Trung Quốc, mỗi ngày lễ Tết lại gửi cho tôi một tin nhắn màu thay thế màn hình điện thoại cũ. Tin nhắn đơn giản lạ lùng, màu nên xám xịt, màn mưa mờ mịt, trên đường núi quanh co có một người cầm giỏ tre, đứng một mình bên trên hòn đá to thô kịch, mắt dõi về phía xa xăm. Nơi đó, lờ mờ một tấm mộ đơn côi. Bên phải màn hình nền là ba con chữ bay bướm nói cho tôi hôm nay là ngày lễ gì. Tết Thanh Minh. Tôi mới sực nghĩ ra hôm nay là ngày Tết Thanh Minh theo lịch truyền thống. Quỷ môn mở ra, ma quỷ đi lại trong đêm. Theo một truyền thuyết mà tôi biết, cô hồ dã quỷ chết oan không thể đầu thai nên vất vưởng trong bóng tối. Chỉ đến đêm Thanh Minh, họ mới hiện hình thành người, chuyển một đồ vật mà mình lưu luyến nhất cho người dương gian, hút lấy dương khí, đoạt lấy hồn phách để được đầu thai người bị lựa chọn sẽ thay họ biến thành cô hồn dã quỷ vất vưởng trên dương thế, đợi Tết Thanh Minh năm sau mới có cơ hội tìm người thế mạng. Tôi đứng chết chân trên đường, để mặc nước mưa quất rào rào vào mặt. Đột nhiên, ánh nhìn của tôi vấp phải một bóng người trắng toát đứng cô độc ở giữa đường. Tôi dụi mắt muốn nhìn rõ nhưng cái bóng đã biến mất. Tôi dựng tóc gáy, vội vã quay trở về nhà. Bước vào phòng, tôi bật tất cả đèn điện, mở tivi to hết cỡ, rồi rót một cốc nước uống ừng ực. Nước lạnh buốt chảy qua thực quản xuống dạ dày khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều. Tôi mở vòi hoa sen, định đợi ủ ấm sẽ tắm một cái cho tỉnh người. Chiếc áo khoác bị vứt trên đường về nhà, tôi ép mình tin rằng tất cả là ảo giác. Tôi ném mớ quần áo ướt vào trong máy giặt, hút một điếu thuốc lá rồi bước vào phòng tắm. Hơi nước mù mịt trước mắt tôi. Tắm xong, tôi lau tóc trước gương. Tôi bỗng phát ra trên mặt gương mờ mịt hơi nước, từ từ nổi lên một nửa khuôn mặt con gái. Nửa mặt còn lại chìm khuất, sau mớ tóc dài rũ rượi. Tuy sợ hãi cực điểm nhưng tôi vẫn nhận ra đây là cô gái ma quái đã gặp trong quán. Màn hơi nước phủ đầy mặt gương lại chảy thành năm chữ: Nửa đêm chờ anh tới. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 9: Chiếc thắt lưng xương người, 8. 8. Đột nhiên, tôi thấy cảm giác dưới chân là lạ. lạ. cúi đầu nhìn xuống, thấy sàn nhà tắm đã linh láng máu đỏ. Thứ chất lỏng đặc quánh, đỏ thẫm loang từng mảng lớn dưới sàn, mùi tanh nồng nặc. Từ ống thoát nước của máy giặt, dòng bọt xà bông rủi đầy máu đỏ đang ồng ộc tuôn ra. Tôi vội mở nắp máy giặt, mấy bộ quần áo đang nhào lộn trong dòng nước đỏ máu. Cả chiếc áo khoác màu trắng mà tôi đã ném đi. Lẽ nào tôi đã gặp phải một hồn ma oan khuất nên nó mới dùng đủ cách thức để đánh tiếng cho tôi, muốn tôi giải oan cho cô ta. Vừa nghĩ đến đây, nước trong máy giặt dần trong suốt trở lại. Lẽ nào cô ta cảm ứng được ý thức của tôi? Tôi chạy ra ngoài, ngần ngừ một lát rồi mở máy tính. Giao diện kêu kêu sao nhảy ra trước mặt tôi, avatar đều xám xịt một màu, phía sau là đủ các tên loại dài ngắn, trông như những bia mộ nhấp nhô trước những nấm mổ sao kiêu kiêu một dạng trang mạng xã hội của trung quốc chắc thế mặt cười tôi giận người đang định tắt kiêu kiêu bỗng nhìn thấy một avatar có màu đang nhấp nháy trông hình ảnh có lẽ là một cô gái tôi tò mò click chuột vào đó không thoại màu trắng xám nhảy vụt ra khiến tim tôi giật này tử y cái tên nghe rất quen chào anh tôi chào tử y anh đang ở nhà tôi phải tử y anh không mặc quần áo tôi sao cô biết tôi nhìn ra cửa sổ rèm đã keo kín tử y vì tôi nhìn thấy anh tôi tôi không phải người có khiếu hài hước tử y nhưng tôi nhìn thấy anh thật đấy tôi cô là ai rất lâu sau đó tử y tôi là một người đã chết hay nói chính xác tôi là một người chưa từng sống bao giờ tôi dùng mình ớn lạnh Tử y, dương gian có kiêu kiêu thì âm gian cũng có. Âm gian là thế giới ngược của dương gian. Các người là thực thể, chúng tôi là linh thể nhưng mọi thứ đều như nhau. Tôi nhìn chết chân vào màn hình. Tử y, anh không nhớ tôi sao? Tôi, vâng, nếu là bạn của tôi, hy vọng cô sẽ dừng trò đùa vô vị này lại. Cá tháng tư đã qua rồi, nếu cô không phải người quen của tôi, tôi sẽ block cô. Tử y, từ từ đã, đúng là anh không nhớ tôi thật sao? Anh thử nghĩ lại xem nào. Tôi xin lỗi, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Tạm biệt. Tôi bắt đầu bực bội. Tử y, tử y, tử sam, hai năm về trước, nhớ ra chưa? Câu nói như một lưỡi diều sắc lạnh chém thẳng vào đoạn ký ức mà tôi đã vùi sâu chôn chặt. hồi tôi học đại học năm thứ nhất, trong số những sinh viên mới nhập trường có một cặp chị em sinh đôi cực kỳ nổi tiếng điểm thi vào trường đứng nhất nhì ngoại hình giống hệt như nhau xinh đẹp đến khó tin hai chị em có cái họ rất kỳ lạ chưa ai có họ tử chị tên tử sam em tên tử y trong tháng đầu tiên đến trưa thứ bảy sinh viên hoặc là về nhà hoặc lát tụ tập đánh bài trong trường chỉ còn lèo tèo vài sinh viên đến lấy cơm trước cổng căn tin thứ ba tôi cũng là một trong số đó nhìn thấy cái đùi gà nhào lộn trong nồi mỡ to tướng tỏa ra mùi thơm quyến rũ, bụng tôi sôi lên ỏng ọc. Đám sinh viên xếp hàng bắt đầu sốt ruột gõ bát. Xong rồi, ông đầu bếp hô lên bằng giọng trùng khánh đặc sệt, lùa cái vợt inox nhô tướng xuống đáy nồi vớt đùi hà. Bỗng nhiên, ông ta rú lên kinh hoàng, ngã phịch xuống đất. Đám sinh viên đang xếp hành không hiểu chuyện gì, chạy ùa lại xem. Ngay sau đó, tiếng tú vang lên hỗn loạn, thậm chí vài nữ sinh còn lăn ra chết ngất rất nhiều đùi gà được vớt ra vang tung tóe dưới đất lẫn với một thứ hình tròn lăn lông lốc là một cái đầu người đã bị chiên vầng những miền linh dị thái lan dương hành triệt chương chín chiếc thắt lưng xương người 9 chín cái đầu người đã không còn nhìn rõ hình hài ngả màu nâu sẫm chỉ còn mấy lọn tóc dài lơ thơ chứng tỏ đó là con gái Tôi thực sự không dám mô tả lại cảnh tượng lúc đó vì nó quá ghê sợ, quá thảm khốc. Kể từ đó về sau, tôi không dám ăn thịt gà, không dám ăn cả những thứ nấu trong nồi không trong suốt. Chốc sau, xe cảnh sát đã tới nơi, phong tỏa hiện trường, chúng tôi run rẩy quay về ký túc xá. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Tối hôm đó, những nữ sinh cùng phòng với tự y, từ Sam vừa quay về phòng ký túc xá đã chết ngất tại trận vừa mới mở cửa phòng đã nhìn thấy một xác chết treo lùng lẳng. Tử y bị chết treo trong phòng, cây lõi thè dài khô toác, nứt nẻ. Nửa bên trái chỉ còn xương sỏ trắng hiếu, đến lợi cũng bị tuột hết, chỉ còn trơ lại những cây răng to cổ khảm trên xương hàm. Mắt trái, tai trái, lỗ mũi trái chỉ còn lại là ba cái lỗ đen xì nhưng nửa mặt bên phải vẫn hoàn hảo nguyên vẹn, nhãn cầu bên phải như lồi ra, vằn vện tia máu, lách qua mái tóc bết máu như tấm rẻ rách, kinh hoàng nhìn thẳng về phía trước. Sau khi giám định pháp y, cái đầu chính là của cô chị tử sang. Họ còn vớt được thêm hai cái tay trong nồi nhưng thân thể thì không thấy đâu cả. Có thể phân biệt được họ bởi vì bên đuôi mắt phải của tử y có một nốt ruồi đỏ son sao. Sao nốt ruồi đỏ son, có trong những miền linh dị tập 2. Vụ án về sau mãi không phá được trở thành một trong 10 nghi án lớn xảy ra tại trường chúng tôi. Thậm chí tôi còn dựa vào sự việc này để viết một bộ tiểu thuyết kinh dị, nhưng vì trí tưởng tượng không đủ phong phú nên phải bỏ giờ nửa chừng. Tử y, nhớ ra chưa? Tôi, hứa rồi, lòng bàn tay tôi đã đẫm mồ hôi lạnh. Tử y, tôi cảm thấy anh đang sợ hãi. Đừng sợ, tôi không hại anh đâu nhưng chị tôi thì tôi không biết. Tôi, từ Sam. Tử y, là người trong quán cà phê hồi nãy. Tôi, sẽ sao lại tìm tôi? Tử y, tại vì anh là cha đẻ của chúng tôi. Tôi, cha đẻ, lúc nào tôi khóc giờ mấy y giờ. Tôi ngờ rằng một người bạn học năm xưa đã đổi tên đổi ảnh để chiêu chọc tôi. Nhưng thế thì sai cậu ta biết được tôi đang cởi trần trong phòng. Tôi, thôi đừng đùa nữa. Nói thật đi, cô là ai? Im lặng hồi lâu. Đúng lúc tôi không nhịn nổi nữa, sắp sửa nổi khùng bên kia lại bật lên một câu tử y chuyện này rất phức tạp tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh được không tôi tất nhiên thời gian địa điểm tử y tôi đã nói với anh rồi anh không nhớ sao nửa đêm chờ anh tới tôi bỗng sực nhớ tới câu này tôi nửa đêm trong quán u linh tử y phải hy vọng tối nay anh sẽ đến à phải việc này không được nói với bất cứ ai. Thời gian không còn nhiều nữa. Tôi, sẽ sao lại không thể nói với người khác, thời gian không còn nhiều nữa là sao? Tử y, anh đã trúng huyết chú của chị tôi rồi. Trong vòng ba ngày, nếu anh không kết thúc được quán niệm của chị ấy, anh sẽ trở thành cô hồn dã quỷ giống như chúng tôi. Nếu anh nói với ai khác, kẻ đó cũng sẽ bị huyết chú không chế, cùng chung kết cục. Tôi, nến nay nhất định tôi sẽ tới. Tôi muốn biết kẻ rảnh nhảm nào đang đùa cợt tôi. Tử y, tôi biết anh không tin, anh cứ đến sẽ biết ngay thôi. Tấm ảnh avatar duy nhất còn sáng đã tắt đi, toàn bộ cửa sổ kêu kêu xám xịt như nghĩa địa. Tôi thầm nghĩ, nửa năm nữa mới đến sinh nhật tôi, chắc chắn không thể có người ăn no ngồi dỗi muốn sắp xếp cho tôi một niềm vui bất ngờ. Tôi cố nhớ tới một lượt xem hôm nay có phải là ngay kỷ niệm đáng nhớ nào của mình không nhưng không có. Cuối cùng, tôi mỉm cười. Hẳn là cô ấy. Nantana, hành hạ người yêu như vậy, em có vui không? Anh mà chết vì sợ thì em phải đền mạng đấy. Tôi lắc đầu bất lực. Nantana là một cô gái tinh nghịch sôi nổi, lại có cùng đam mê với tôi, muốn tại ra những chuyện như này quá đơn giản. Tôi cũng đã từng kể cho cô ấy nghe về vụ án mạng. Nghe xong cô ấy còn hào hứng đòi làm một bộ phim kinh dị ngắn về đề tài này. Tối nay, chắc chắn tôi sẽ phải trải qua một loạt sự việc rùng rợn đến cực điểm. Sau đó, cô nàng sẽ cười khanh khách nhảy ra, hí hửng trước bộ dạng chết khiếp của tôi. Thế thì tôi cứ giả như không biết cho cô ấy vui lòng vậy. Chứ ngộ nhỡ để cô ấy thất vọng, không biết còn nghĩ ra quái chiêu gì để giày vò tôi nữa. Nghĩ đến đây, những câu đố đều sáng rõ. Tôi nhẹ cả người, sau khi thả lòng, bỗng thấy toàn thân rời rã. Mắt díp lại, tôi lan ra ngủ mê mệt ngủ dậy, tôi thấy khỏe hơn nhiều, thậm chí còn hào hứng mong đêm mau tới. Tôi hối hả đến quán và phê U Linh trong bộ dạng lo sợ bất an giả tạo, ngồi vào chỗ tôi vẫn thường ngồi, giả vờ thấp thỏm nhìn chằm chằm ra ngoài quán. Cậu phục vụ mang đến một ly Royal Copenhagen sau đó ngồi sau quầy nghịch điện thoại. Quả lắc đồng hồ đung đưa đều đều. Cuối cùng, Kim Giờ và Kim Phút Đen Xì gặp nhau tại số 12. Đã nửa đêm. Keng trong lòng tôi tràn đầy vấn chấn, khớp khởi không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn quanh, lại chẳng hề thấy gì cả, quán cà phê U Linh vẫn lặng lẽ như thường. Ánh mắt tôi lại quay về phía trước và giật nảy mình khi nhìn thấy một người con gái ngồi ngay trước mặt. Cô ta đã đến lúc nào vậy? Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 9, chiếc thắt lưng xương người, 10. 10 tùy nghĩ rằng đây là trò đùa nhưng tôi vẫn cứ hết cả hồn tôi thầm nghĩ trời ạ à, họ tìm đâu ra một cô gái đẹp như thế này chẳng lẽ là để dụ dỗ tôi xem tôi có chung thủy với Nantana hay không nghe đến đây trong lòng tôi lại tràn đầy phẫn nộ anh ta thẳng ta phụ bạc người vợ trong nước còn dám nói đến hai chữ chung thủy tôi vội vàng ngồi ngay ngắn lại mắt nhìn thẳng trong ánh mắt pha lẫn vẻ kinh sợ anh đúng giờ đấy giọng cô ta thật êm tai tử y tôi cố gắng nhớ lại hình dáng của tử y từ sam năm xưa thấy cô gái này đúng là rất giống họ bên khóe mắt còn có một nốt ruồi son đỏ xíu đúng là tôi đây bao nhiêu năm tháng trôi qua không ngờ anh vẫn còn nhớ đến tôi cô gái ghẽ cười mái tóc phủ lấp khuôn mặt trái tôi phá lên cười chỉ vào cô gái này nathana xách đã cho em bao nhiêu tiền để em diễn kịch thế tử y ngơ ngác nhìn tôi tôi không nhịn nổi nữa đứng bật dậy vừa cười vừa sục sạo toàn bộ các ngóc ngách trong quán tôi tin đừng nói là người đến một con ruồi tôi cũng lôi ra được tôi hét ầm lên em ra đi đừng có phá nữa nhưng tôi chẳng tìm được gì cả thậm chí tôi còn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà ngoài mấy ngọn đèn u ám không còn bất kỳ thứ gì khác khi giọng nói của tôi đã biến mất, quán cà phê im lặng khác thường. Đột nhiên, tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như mình tưởng tượng bởi vì tôi nhìn thấy ánh mắt cậu phục vụ nhìn tôi như nhìn một thằng điên. Điều này tuyệt đối không phải là từ đóng kịch. Tôi đứng đờ ra tại chỗ, mồ hôi túa ra dòng dòng. Anh nghĩ đây là một trò đùa à? Tử y nửa cười nửa không, thời gian không còn nhiều nữa, hy vọng anh có thể ngồi yên lặng nghe tôi nói chẳng lẽ không phải là Nantana trêu tôi sao? Tôi chụp lấy cậu phục vụ, hỏi dồn, nói thật cho tôi biết đi, đừng đóng kịch nữa. Nói thật gì cơ, cậu ta giật khỏi tay tôi, sợ hãi lùi lại. Chỉ có anh mới nhìn thấy tôi, họ không nhìn thấy gì đâu. Tử y cất giọng chán nản. Tôi chỉ vào tử y, hỏi cậu phục vụ, cậu có nhìn thấy cô gái kia không? Cậy ta nhìn tôi đầy khó hiểu, liếc về phía tôi chỉ rồi lập tức sợ hãi lùi về phía sau quầy rượu lưng dán sát vào tường trông cứ như nhìn thấy ma anh 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 nói nói cái gì thế ở đây chỉ có tôi với anh thôi tôi hít một hơi sâu cố gắng khiến mình trở nên bình tĩnh không sao tôi đang mường tượng một trường đoạn kinh dị trong kịch bản tôi mô phỏng một chút thôi tôi làm cậu sợ phải không cậu phục vụ ngờ vực nhìn tôi khéo tôi chết vì sợ đấy tôi cười hối lỗi rũ rượi quay về chỗ ngồi tử y buồn bã nhìn tôi bố ơi giờ thì bố đã tin chưa tôi bỗng nhiên nổi quạo đừng gọi tôi là bố tôi chẳng tin đâu cậu phục vụ cảnh giác hỏi anh có cần tìm bác sĩ không tử y đặt món trỏ lên môi nói nhỏ thôi hoặc đừng nói gì cả anh ta không nhìn thấy tôi cũng không nghe thấy tôi nói anh cứ nói một mình thế người ta lại tưởng anh bị tâm thần thật đấy Tôi trợn chừng mắt, tuy đã chấp nhận sự thật cô gái trước mắt mình là ma nhưng lòng tôi vẫn không muốn tin nó. Tử y khẽ lắc đầu, chìa tay ra trước mặt tôi, anh thử xem có chạm được vào tôi không? Hồn ma chỉ có hư hình chứ không có thực thể. Tô lẩy bẩy giơ tay ra, vươn về phía bàn tay trắng muốt như ngọc tạc của cô. Tay tôi xuyên qua tay cô, không chút trở ngại, hai cánh tay chập vào nhau trông quái dị không thể tả. Tôi tiếp tục vươn tay ra về phía trước, bàn tay tôi xuyên thấu qua mặt cô, thọc ra sau đầu cô. Trên tay tôi có cảm giác thật khó tả, lạnh buốt, tê tê như chạm phải luồn điện yếu. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 9, chiếc thắt lưng xương người, 11 11 Tôi rút tay về, hỏi nhỏ, xoa cô lại gọi tôi là bố. Đây là việc đầu tiên tôi muốn biết. Vì cuốn tiểu thuyết. Cuốn nào? Chính là cuốn tiểu thuyết mà anh viết giờ, có tên Nửa khuôn mặt nát, kể về cái chết của hai chị em tôi. Chính anh đã sáng tạo ra chúng tôi. Tôi không biết. Sau khi bị giết, chị em tôi vô cùng oán hận, oán niệm dữ dội không có nơi phát tiết thì lúc đó anh viết cuốn Nửa khuôn mặt nát, khiến oán niệm của chúng tôi có nơi nương tựa. Thời gian càng lâu, oán niệm càng sâu sắc cuối cùng mới biến thành hình thức Ma sách Núi có sơn thần, nước có thủy tinh, hoa có yêu hoa, cây có ma cây, tại sao sách lại không có ma sách? Thế, sao các cô lại chết? Tử y sững người, ngơ ngác lắc đầu, tôi không biết. Khi chúng tôi có được nhận thức thì chúng tôi đã sống trong cuốn tiểu thuyết này rồi. Việc xảy ra trước đây, tôi hoàn toàn không biết tôi chỉ biết về thân thế của mình qua cuốn tiểu thuyết của anh có lẽ chúng tôi không phải linh hồn của hai chị em đó mà là ác linh hình thàng bởi oán niệm của họ anh còn nhớ các tình tiết không những việc xảy ra tối hôm qua anh không cảm thấy quen sao trí nhớ của tôi vốn không tốt nên tôi có thói quen ghi chép lại những việc đã trải qua tình tiết cụ thể cuốn nửa khuôn mặt nát thực sự tôi đã gần như quên sạch Tôi lắc đầu. Keng. Đã 12 rưỡi. Giọng tử y bỗng trở nên gấp gáp. Trong cuốn tiểu thuyết viết giờ kia anh đã xây dựng cho hai chị em tôi hai tính cách cực đoan. Mỗi người đều có những ưu điểm và khuyết điểm mà đối phương không có. Chị gái âm trầm, độc ác, em gái hiền lành, thánh thiện. Đây vốn là hiện tượng thường gặp ở các cặp song sinh. Nhưng anh viết rằng 13 năm sau, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được hung thủ giết người. Chị gái muốn giết chết hung thủ nhưng em gái muốn đầu thai nên đòi tha cho hung thủ. Đến đây, anh không viết tiếp nữa, chúng tôi sinh ra từ trong tiểu thuyết, tất cả mọi việc đều theo tình tiết trong chuyện. Do cuốn tiểu thuyết còn giang dở nên những năm qua, chúng tôi bị giam cầm trong câu chuyện và chưa được đầu thai. Cuối cùng, kỳ hạn 13 năm trong cuốn tiểu thuyết đã đến rồi, Oán niệm mạnh mẽ khiến chị gái tôi đã coi anh chính là hung thủ giết người bèn chốt mọi oán hận lên người anh. Và lại trở thành người bảo vệ cho anh. Nếu chị tôi giết anh, chúng tôi sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong cuốn tiểu thuyết bỏ giờ. Đáng lẽ chị tôi muốn giết anh từ hôm qua nhưng may sao đúng lúc lúc đấy tôi lại hoán đổi cơ thể cho chị ấy. Hôm nay chị ấy đã gieo huyết chú vào người anh. Nếu anh có thể viết xong cuốn tiểu thuyết này, đem lại một kết cục viên mãn. Vậy thì tôi và chị đều sẽ được đầu thai. Cho dù đầu thai thành gì hay làm gì cũng tốt hơn nhiều so với hiện tại. Nếu anh không viết xong cuốn tiểu thuyết này, vậy thì anh sẽ phải biến thành oán linh giống như chúng tôi. Chỉ có anh mới giúp được chúng tôi. Bây giờ đã quá 12 giờ rồi, anh chỉ còn 2 ngày nữa. Trong cuốn tiểu thuyết anh đã viết đến ngày 8 tháng 4, đó là kỳ hạn cuối cùng của anh và của chúng tôi. Nói đến đây, giọng tử y bỗng nhiên đổi khác. Nửa khuôn mặt bên phải bắt đầu rung giật, mớ tóc dài che nửa mặt bên trái tự dưng bay giạt ra sau gáy để lộ ra khuôn mặt nát như chơ xương. Sắc mặt cô trở nên hung tợn giống như khuôn mặt in trên cửa kính tôi đã nhìn thấy hôm qua. Tử y vội vàng nói, tôi và chị tôi sống chung một linh thể, cứ một tiếng lại hoán đổi một lần. Kỳ hạn sắp đến rồi, quán niệm và linh lực của chị tôi ngày càng dữ dội, tôi sắp không kìm chế được chị ấy nữa. Tôi chỉ còn có thể xuất hiện vào 12 giờ trưa và 12 giờ đêm mỗi ngày, anh phải nhanh lên mới được. Chốc nữa chị tôi xuất hiện, dù chị ấy có làm gì đi nữa thì anh cứ nói thời gian chưa đến, chị ấy sẽ biến mất. Còn nữa, giọng tử y cứ nhỏ dần đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Người trước mặt tôi đã biến thành tử sam, bên trong quần áo trống rỗng, hoàn toàn không có cơ thể chỉ có khuôn mặt nát như lơ lửng trên vai không còn nhìn thấy rõ mắt mũi mồm miệng. Từ trong áo thỏ ra hai cánh tay từ từ vươn về phía tôi. Tôi cứ như bị yểm bùa, không thể nhúc nhích. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy hình như cô ta nói với tôi, đã sáng tạo ra chúng tôi, tại sao không làm cho chót. 13 năm rồi, anh biết chúng tôi sống khổ sở như thế nào không? Ngày nào cũng lặp đi lặp lại một quỹ đảo không có kết cục, hết năm này qua năm khác hãy chia sẻ nỗi thống khổ với chúng tôi đi. Bố ơi! Những món tay trắng bệch lóe lên ánh sáng xanh lét ma quái chĩa về phía họng tôi. Tôi vô thức gào lên điên dại, thời gian chưa đến. Những món tay gượng lại cách cổ tôi chưa đầy 10 phân. Ở vị trí đôi mắt trên khuôn mặt nát, tôi loáng thoáng nhìn thấy hai cục tròn tròn đang chuyển động, dường như đang nhìn tôi đầy oán hận. Vụ cái, cơ thể chỉ còn cổ tay, cổ và đầu đó xuyên qua ghế sofa, xuyên qua cửa kính, biến mất trong màn đêm vô tận bên ngoài. Tìm tôi đập thùm thùm như muốn văng ra khỏi lồng ngực, toàn thân dã rời đổ vật trên ghế sofa. Một giọng nói lạnh lẽo bỗng vọng vào tay tôi, này bố, hai ngày sau, bố sẽ được ở bên con gái mãi mãi. Tôi rất nhớ bố đấy. Tôi rũ rượi đứng dậy, không nhận ra cậu phục vụ đã sợ đến nỗi mặt cắt không còn hột máu đi thẳng về nhà, lao vào nhà tắm xối nướn lạnh một hồi rồi quay ra mở máy tính, tìm kiếm các thông tin về ma sách. Càng đọc, tôi lại càng hãi hùng. Đọc xong, đủ loại tư liệu, trời đã sáng bành. Tôi không thấy mệt mỏi mà rơi vài trầm tư, thì ra chuyện oán linh ký thác vào văn tự, từ xưa đã có, không chỉ có mình tôi. Thảo nào mỗi khi đọc chuyện kinh dị cứ cảm thấy có người đứng lù lù sau lưng, thậm chí còn mơ thấy những nhân vật trong tiểu thuyết đột nhiên tôi nghĩ chúng ta là người hiện thực hay chỉ là linh hồn trong thế giới của một cuốn sách do ai đó viết ra tại sao trong cuộc sống chúng ta thường cảm nhận được sự tồn tại của định mệnh liệu cuộc đời của chúng ta có phải cũng do ai đó viết ra không và từ lúc sinh ra chó đến lúc chết đi tất cả đều đã được an bài như kết cục của một cuốn tiểu thuyết ngay từ đầu đã được định đoạt liệu có phải chúng ta đang sống mông lung trong một kịch bản có sẵn bị trói chặt vào từng hàng chữ. Tự dưng ta thấy có lỗi với mấy bộ truyện tranh đang vẽ dở quá. Cũng may là vẽ đam mẽo chứ đeo vẽ kinh gì. 12. Đầu óc tôi bùng nhùng hỗn loạn, tràn đầy tuyệt vọng. Nếu đúng là vậy, thì ra người ta cố gắng đến mấy cũng không thể giải thoát khỏi kết cục đã được viết sẵn. Tôi cũng chỉ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nào đó. Còn tử y, Tử Sam là nhân vật trong tiểu thuyết của tôi. Vậy thì chúng tôi có khác gì nhau? Nghĩ là vậy, tôi bỗng thấy thấu hiểu hơn nỗi oán hận mà Tử Smur dành cho tôi. Vì cuộc đời của chúng tôi đều là do một tác giả nào đó nhào nặn ra, chúng tôi không được quyền quyết định, chúng tôi bị động hứng chịu mọi bi kịch. Vậy thì điều tôi cần làm bây giờ là phải viết cho trọn vẹn cuốn tiểu thuyết, đem lại một kết cục viên mãn cho hai chị em họ kết thúc mối oán hận rằng giặc suốt 13 năm qua, tôi liền lục bới trong đống hành lý lộn xộn tìm kiếm một cuốn nhật ký. May sao tôi có thói quen lưu giữ tất cả những thứ đồ vật từng dùng bởi tôi cảm thấy những thứ đồ này đều có sinh mệnh không nên tùy tiện vứt bỏ. Cuốn nhật ký đó cũng chính là bản thảo tiểu thuyết nửa khuôn mặt nát. chạm vào cuốn nhật ký, tôi tưởng như đang chạm vào linh hồn của Tử Y và Tử Sang. mở cuốn nhật ký ra nhìn vào những dòng chữ non nớt, tôi như thấy tử y và tử sam đứng trước mặt tôi, một người nhìn tôi thù hận, một người mỉm cười. Thời gian quá gấp, tôi vội vàng đọc lại một lượt, nhanh chóng câu tứ nên kết cục câu chuyện. Những chuyện xảy ra trong hai hôm nay chẳng phải là những gợi ý rất tốt hay sao? Tôi cầm bút viết lia lìa. Có lẽ bởi đã tự thân trải nghiệm nên tôi viết rất nhanh, rất nhập tâm, cứ như ma nhập. Ngòi bút chạy sồn sột trên giấy. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Một luồng hơi lạnh âm thầm thấm qua vai tôi vào trong máu. Tôi chẳng buồn quay đầu lại. Tử y, cô đến rồi sao? Ồ, cảm ơn bố nhé. Giọng nói êm đềm của tử y vang lên sau lưng tôi. Ngay lúc đó, cô thoát cai đã đứng bên cạnh tôi, im lặng nhìn tôi viết. Vào thời khắc đó, bỗng dưng tôi cảm thấy rất ấm áp nhưng cũng rất đớn đau đừng cảm ơn, đây không phải vì các cô mà là vì chính tôi. Tôi vẫn viết không ngừng. Vì chúng ta đều không thể sắp đặt vận mệnh của chính mình, chỉ có thể trông đợi vào sự ban phát của tác giả, đúng không? Tử y là nhân vật do tôi sáng tạo ra nên rất thấu hiểu tôi. Ngòi bút khượng lại, mực đen thấm vào giấy thành một mảng. Trước khi biết cô, tôi chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là một nhân vật dưới ngòi bút của người khác. Tử y khẽ thở dài, không nói gì nữa. Tôi ngoái đầu nhìn, mái tóc dài của tử y đã được vén ra sau gáy, khuôn mặt hoàn toàn nguyên vẹn thoáng buồn. Trường đoạn này tôi đã viết xong, dung mạo của hai chị em đã được hồi phục nguyên như cũ. Tôi cười hài lòng, xin lỗi, không ngờ đã bắt hai chị em cô sống suốt 13 năm trong hình thù đáng sợ như vậy. Tử y cười dịu dàng, không sao, giờ cũng chưa muộn. Tôi Dây Huyệt Thái Dương, tử y. Chiều nay tôi sẽ viết xong, cô và chị cô sẽ có một kết cục viên mãn. 12 giờ đêm nay, các cô sẽ đồng thời xuất hiện trong quán cà phê U Linh, tôi cũng tới đó. Đó là kết cục mà chúng ta sẽ cùng hoàn thành. 13. Hai người con gái ngồi song song trên ghế sofa, tóc dài phủ mặt. Đây cũng là tình tiết mà tôi đã viết. Tôi sẽ ngồi đối diện với họ khẽ khàng vén mái tóc họ lên, trên hai khuôn mặt cùng nở nụ cười như thiên thần. Rồi quanh người họ tỏa ra vầng hào quang huyền ảo, từ từ biến mất, đầu thai trở lại nhân gian, sống cuộc đời hạnh phúc. Tôi làm y như vậy. Tôi vươn bàn tay về phía mái tóc dài buông rủ, bàn tay hơi run rẩy vì xúc động. Tử y, tử sam, hoa cô sẽ được giải thoát. Hai mái tóc đã được vén lên hai người cùng ngẩng đầu. Tôi nhìn thẳng vào họ, đầy tự tin. Nhưng những gì nhìn thấy khiến tôi không thể nào chấp nhận. Đó là hai khuôn mặt giống nhau như đúc, trên xương sọ trắng ở lùng lẳng những mảnh thịt nát bấy như rẻ rách, chẳng chịt mạch máu đỏ thẫm trông như những con đỉa đã hút no máu người, căng lên bóng mỡ. Trong mắt chỉ còn là hai hốc mắt đen ngòm, óc dì da trắng sền sệt như đậu phụ. Bố ơi, Chúng tôi đợi bố lâu lắm rồi. Hãy đến đây với chúng tôi. Giữa những hàm răng trần trụi bật ra những lời kêu gọi từ địa ngục. Hoàn toàn khác với những tình tiết mà tôi đã sắp đặt. Vào thời khắc đó, thần kinh tôi đã tê liệt hoàn toàn, trái tim như thể bóp nghẹt bởi cảm giác sợ hãi khủng khiếp. 14. Kể đến đây, Thái Sâm chìm vào giấc ngủ sâu. Rách hai tay chống cằm, sắc mặt nghiêm túc rất lâu sau, anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Câu chuyện khiến đầu óc tôi bùng nhùng, không biết Thái Sâm đang nói thực hay bị thần kinh. Hay đây là vỏ kịch do cô bạn gái Nantana và người bạn Sách Đa bắt tay nhau giàn dựng. Nguyệt Bính đi đến trước mặt Thái Sâm, cây móc khóa thắt lưng. Gì cơ? Rách đặt bút xuống, ngơ ngác. Tôi bèn nhìn xuống cây móc khóa thắt lưng. Dưới ánh đèn u tối, Cây móc khóa tỏa sáng như sóng gợn. Tôi chăm chú quan sát, thấy ánh sáng lưu truyền theo một quy luật cố định. Có hai luồng hào quang xuất phát từ cánh hoa hồng ở hai đầu móc khóa lan trên những cánh hoa rồi hội tụ vào giữa chiếc nhẫn, sau đó lại tỏa rộng ra, lặp đi lặp lại. Nguyệt Bính khẽ khàng tháo dây lưng của Thái Sâm ra, đặt xuống đất rồi đưa món trỏ vào miệng cắn một cái, máu tươi liền ứa ra. Tôi nhìn mà ớn lạnh cảm giác mình cũng đau đớn theo rách rú lên một cách phô trương âu mi gót nguyệt bính giỏ vài giọt máu xuống móc khóa thắt lưng rồi vội vàng lùi lại vài bước bỗng có tiếng xèo xèo như thứ gì bị đốt cháy cái móc khóa nhanh chóng chảy nhũn ra như cái sô cô la tiếp theo là một tiếng rú lạnh lẽo hãi hùng hình hoa hồng cũng tan chảy đường nét lẫn lộn nhau từ từ biến thành bộ mặt đàn bà to bằng hạt óc chó một luồng khí màu xám bốc lên khỏi thắt lưng, đẩy cái đầu bay lên, thoát ra khỏi cái móc khóa, giận dữ lao về phía Nguyệt Bính. Nguyệt Bính không tránh né, búng món giữa đánh tách vào chán nó, hét lên với tôi, bí ngô, lót giày. Cái gì? Lót giày, hai cái. Cái đầu đã bị nó búng văng đi hai, ba mét, nảy tưng tưng trên nền nhà như quả bóng bàn, vừa đứng yên đã bật ngay về phía Nguyệt Bính nguyệt bính vừa tránh vừa đưa tay búng nó đi cứ như chơi trò bắn bi cảnh tượng trông rất hoạt kê nhưng tôi chẳng dám cười cuống quýt rút hai miếng lót giày ra trong lúc đờ người ra nhìn nguyệt bính cầm lấy hai miếng lót giày đợi cái đầu người lao đến hai tay hai bên vỗ lại một tiếng rú vang lên chói tai hai tay nguyệt bính như thể bị một sợi dây vô hình kéo bật đi làm nó phải lật đật chạy theo trông khôi hài hết sức nguyệt bính hai tay ép chặt quật mạnh một cái một nhọn lửa xanh lam phụt ra hai miếng lót dày kéo theo ngọn lửa rơi xuống sàn ngọn lửa đã hóa thành hình người dãy rụa kịch liệt sau đí teo dần cho đến khi không còn nhìn thấy nữa trong phòng sặc rụa mùi đất tanh nồng và mùi chân hôi rình quá thần kỳ rách bịt mũi khen dạy cho tôi nhé nguyệt bính quát lên bí ngô đi múc chậu nước vài đây Tôi ít khi thấy nó căng thẳng như thế, không dám nhiều lời, vội qua ngay lấy cái chậu nhựa chặt tọt vào nhà vệ sinh hứng nước rồi huỳnh hụ ích chạy về. Vừa bước vào phòng, Nguyệt Bính đã xông ra như tên bắn, đứng im. Tôi chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết khượng lại cứng đờ không nhúc nhích. Nguyệt Bính thọc tay vào chậu kỳ vọ đến 2 phút, kỹ lưỡng đến từng cái móng tay, sau đó chùi vào áo tê xuất của tôi, thở phào, mày có biết rửa chân không thế? lót dày dính nhảy nhẫy những như cháo phát tởm lên được tôi chỉ muốn té ngay chậu nước vào mặt nó có thể nói với tôi đã xảy ra chuyện gì không thái sâm không sao chứ rách quét sạch tàn cho vào một tờ giấy cẩn thận gói lại nguyệt bính rốt một điếu thuốc châm lửa chắc không sao đâu nhưng mấy ngày tới vẫn sẽ bị ký ức đau khổ giàn vặt việc này có giải thích anh cũng không hiểu được đâu Thôi cứ coi như chưa từng xảy ra ra đi, không thì sẽ giống như anh ta đấy. Rách sợ hãi nhìn Thái Sâm, tiện tay cất bọc giấy vào trong núi. Tôi có thể dùng thôi miên để che lấp đoạn ký ức này của anh ta, khiến anh ta quên đi. Che lấp ký ức. Tôi giật nảy, sực nghĩ đến đoạn ký ức tôi đã đánh mất. Vậy Rách, anh có thể đánh mất đoạn ký ức đã bị mất hay không? Già kỳ gì nhún vai, ký ức mất đi do ám thị tâm lý có thể tìm lại được nhưng nếu ký ức bị mất đi do tổn thương vật lý thì không được đâu tôi hơi thất vọng vì tôi mất trí một phần là do tai nạn xe cổ đôi khi trí nhớ quá tốt lại khiến con người ta trở nên bi kịch đấy nhuệ thái sâm chẳng hạn quên cũng không phải là việc xấu đâu nguyệt bính an ủi Tôi thừa nhận Nguyệt Bính nói có lý nhưng tôi vẫn hết sức bất an khi nghĩ đến đoạn ký ức đã mất đi. Nguyệt Bính rút điện thoại di động ra, hí hoáy một lúc rồi đưa cho tôi, nói với Zakiji, yên tâm đi, việc này đã giải quyết xong rồi. Tôi nhận lấy điện thoại, trên màn hình là một màu tin từ nửa năm về trước. Vốn đầu tư thấp, hiện trường chân thực, vận dụng thành thạo kỹ xảo điện ảnh bộ phim kinh dị nửa khuôn mặt nát đã nhận được nhiều hạng mục giải thương của điện ảnh Thái Lan. Biên kịch Sekda, đạo diễn Nantana một bước thành danh, Nantana hóa trang thành nữ chính tử y. Nam diễn viên chính chìm đắm trong tình tiết phim, không dứt ra được, sau đó mất tích. Dưới mẫu tin là một tấm ảnh chụp trong phim. Khuôn mặt thái sâm và tử y trồng khít lên nhau, bối cảnh là một quán cà phê u tối, trông vô cùng ma mị. Tôi bàng hoàng không thốt lên lời. 15. Sự việc này khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi tạm biệt rách bởi vì anh còn phải tiến hành thôi miên sâu cho Thái Sâm, rồi cùng Nguyệt Bính trở về phòng. Tôi giết thuốc hết điếu này đến điếu khác, lặng lẽ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bí ngô, quên cái đoạn ký ức của mày đi. Nguyệt Bính nằm dài trên giường nói. Tôi hít vào một hơi thật sâu, không phải là tao suy nghĩ đến chuyện này. Tao chỉ không hiểu tại sao người ta có thể vì tham vọng của mình mà sẵn sàng hủy diệt người khác. Sao Sách Đa và Nantana nỡ lòng nào dùng cái móc khóa thắt lưng mang oán linh để gieo cổ độc cho thái sâm? Chỉ vì muốn có một bộ phim như thật, con người có thể độc ác đến thế sao? Thì dục vọng chính là ma quỷ mà. Nguyệt Bính ném ra một câu tổng kết rồi quay người vào tường ma quỷ trong lòng thái sâm cũng tả ác có kém gì nên mới bị cái thắt lưng xương người làm mê lú. Việc này chắc kết thúc thật rồi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.